khoan, hình như có người yêu rồi mấy đứa ơi. Không ổn rồi, có người yêu rồi. Ấy, nhỏ này chơi đủ chen nhìn là biết xấu rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trở lại một reaction trending có tên gọi là quay tay. Đây rồi, quay tay. Ui, bà Linh cô luôn. Bà Linh cô luôn, quá tuyệt vời. Ê nhưng mà hai người hay một người vậy trời? Mượt nha, tôi thấy mượt nha, ok nha, ok đó. Nhìn cái áo chị này, nhìn cái màu tóc chị này thôi là tôi biết chị đẹp rồi. Nhìn cái tôi nói mà, nhìn cái màu tóc thôi là đã biết rồi. Thiệt ra là, ôi, nhìn rồi đôi, để giờ tôi bị quyến rũ bởi đôi mắt của chị. Chứ thiệt ra không, ở bên dưới của chị này còn đẹp hơn. Ý tôi là cái áo lông, tôi thích cái áo lông này quá à. Trời ơi, mấy này dễ thương quá nè. Đeo cái kính mà để lên như cái băng đô. Xài, môi xinh quá ha. Môi xinh quá. Mà sao lúc này nha, nhìn hơi tiểu mỹ thụ ha. Nhìn hơi gọi là hơi là thụ một tí đó. Mà qua đây, trời ơi, như là hàng xẻng luôn. Cái này chắc hài quá, nhìn là thấy. À là cái, ê, ở nhà tôi có cái kính này. Hay là hơi khủng quá giỡn á. Không hài. Không, ảnh không hài nhưng tôi vẫn cười. Ảnh không hài nhưng tôi vẫn cười cả nhà ơi. Này là cố tình làm cái môi trắng trắng nữa rồi. Ủa? Này nha, tôi nói thiệt với các bạn là chắc chắn là cái bạn này cái kính của bạn bị hỏng. Nó bị rớt lên rớt xuống á, nên là mình phải giả bộ để cái tay ở đây để nhìn cái kính lại, thì cho là mình nghĩ là tạo dáng vậy thôi. Cái kính này rẻ lắm mà nó dễ xu lắm. Tôi nói thiệt, thấy chưa, cái tay đang dịnh lại mà. Biến ra đầu dây luôn. Bây giờ bạn này vẫn xoay phát, biến ra đầu dây phát là tao xỉu liền ở đây luôn nè. Biến luôn. Tưởng nãy giờ cái gọi là cái tâm trạng có đang expect là biến ra đầu dây không, nhưng mà cũng có nét hao hao nha. Bây giờ cái kiểu mà mới vô ngoáy mũi nó không có làm mình xấu trai đi rồi. Đây, cái này mới làm mình xấu trai đi nè. Mới vô mà mình muốn tỏ ra xấu trai, mình muốn tỏ ra gọi là nam thần kinh, sau đó biến hình thành nam thần á, là mới vô mình để cái mặt này là ok nè. Đừng có như này nó cũ rồi. Đúng rồi, để cái mặt nó ok đó, nhìn sợ á, nhìn quỷ á. Đó, nam thần liền. Hồi nãy chỉ cần để cái mặt kia là nam thần kinh bị chuyển hình nam thần. Khoan, cái anh này tôi thấy quen lắm. Hình như cái anh này tôi thấy mấy lần anh biến hình rồi. Anh này hình như ở nước ngoài. Cái kính này của anh huyền thoại luôn nè. Đúng rồi, anh này ở nước ngoài. Phải chi thay luôn bộ đồ thì xuất sắc ha. Thay luôn bộ đồ thì trời ơi, tay đưa lên là gió thổi luôn. Tầm này ai mà hôi nách và làm cái trend này, cái đoạn này đúng, cái đoạn này là từ hửi tới thấy luôn nè. À, má xin nó biết, nó đổi, nó thay đổi, tôi không nhận ra luôn mà. Dạ, chứng tỏ là một điều tốt, đẹp rồi. Biến hình mà người ta không nhận ra biến hình luôn là ok ấy chứ. Là mặt mọc của mình xinh, là mặt mọc... đừng có hiểu lầm ý tôi nha. Đừng có hiểu lầm ý tôi rồi chia rẽ chị em. Tôi nghĩ là cái mặt mọc có xinh nha. Khoan, hình như có người yêu rồi mấy đứa ơi. Không ổn rồi, có người yêu rồi. Hình nên là ở đâu nào. Vậy thì không được rồi, đây là hàng gì đi ngắm thôi. Hàng đúng là hàng xinh đẹp là để ngắm thôi mà. Ây da, Ariel, is that you? Ôi, tôi xinh quá. Cái con bướm vô duyên à. Đúng rồi, cái kính nó ảo thì ngoài đời nó xấu lắm. Quay hình vô đẹp ghê luôn. Oh, we move forever. Yeah. Ây da. Nó làm mỗi tóc à. Chịu khó là mấy đứa này đẹp quá rồi. Nam diễn sinh nó đẹp rồi nên là nó cái mặt mọc nó cũng không có thay đổi gì nhiều. Đeo cái len này, tôi cảm giác như đây đem mũi cái len như thôi vậy á. Ê, góc đạn sọ ha.
rồi. À, hơi quá, này với tôi thấy hơi quá. Hơi quá. Cái lông mi ít lại chút, ok. Trời nhán mắt cái nọ. Đúng điệu. Không ổn rồi. À, tôi cảnh báo trước rồi nha. Khoan để soi hình nền mấy đứa này để gì coi. Hình nền nha. Một người để con cún hoặc mèo. Một người là để hình hình này chắc đi dự sự kiện quá. Em gái em thích của tôi á, nói trước. Mà em cũng xinh quá, thấy em cũng đang xinh sẵn rồi, không biết biến ra sao nữa. Trời ơi. Siêu. À, thấy chưa? Cái này một điểm trừ là mấy bạn nào mà xinh sẵn rồi lúc biến nó không có được bất ngờ lắm. Tại vì cái mặt mọc cũng đã xinh rồi. Sai. Cái này thì bất ngờ nha. Hay bắt trước này được á. Ném lên, trời ơi. Cái áo này xinh quá, cái áo có cái tay có lông lông. Xời. Áo này tôi thích hơn nha. Áo này shop ok nha. Thiết kế ra mẫu ổn á. Đỉnh. Xoay thêm cái nữa. Ồ hết rồi hả? Ok quá ha. Sai. Ui, tôi thích phong cách này. Trời ơi, nhìn cái bóng tôi cũng thấy đẹp nữa. Má, nhìn cái bóng của cái tóc thôi là cũng biết đẹp rồi chứ đừng có nói. Ê, nhưng mà cái phong cách này thì tôi cảm giác nó không hợp lắm nha. Phong cách này kiểu hơi lady, hơi quý cô á. Nên kiểu là do tôi cảm thấy nó lại không hợp lắm nha. Cái này kiểu ngầu ngầu ấy, là quậy quậy thì ok. Chứ kiểu là tự dưng một quý cô dơ cái điện thoại tóc bay mà đeo cái kính nó thấy lạc quẻ. Hơi à, cái này là một cô gái nụng niều. Ôi, rụt rẻ dè quá à. Ôi trời ơi, nhìn cái bóng tóc nó bay nè. Xuyên hẳn qua một bên luôn kìa. Thấy cái áo thiết kế vậy. Nhìn đúng chỉnh là dễ sợ luôn á. Thấy chưa, rồi có giơ cái tay kia lên được đâu. Cái tay kia như kiểu bị liệt vậy đó. Bạn này là có đầu tư thêm cả cái ôi trời ơi, nãy giờ tôi tưởng cái khuyên tai. Quýt đời. À, hết hồn. Rồi. Môi bóng quá, môi ok quá. Ôi, đừng nhìn được cái liếc như vậy em ơi. Em mà liếc kiểu đó là chết thiệt chứ. Ờ, mày lại xinh nè. Sao cái tóc bạn phồng dữ vậy ta? Không, thật ra tại tôi thấy cũng không khác gì mấy á. Ý à, cái mức độ xinh nó cũng kiểu như là bạn đang xinh từ mức 7, bạn lên mức 8. Chứ không phải là bạn xinh từ mức 7, bạn lên mức 20 gì đó. Này cho anh chơi tới điện hình quang luôn rồi. Cái này chắc là anh này là điện thoại là để quay rồi. Thế nên là không có flash nên phải xài đèn hình quang. À, cái này thì tôi cảm giác giống cái trend mà rút cái kiếm ra từ này hơn. À đó, chưa make up luôn thà, chưa make up gì đâu. Đấy, nó phải vậy chứ. Biến hình nó phải thế. Phải nhìn cái váy gì này mặc thôi là biết chị đẹp rồi. Cái body chỉ mặc cái váy này thôi là chị đã xứng đáng chiến thắng cái gen này rồi. Chắc chết quá. Sao mà đẹp dữ vậy trời. Đây nè. Đây phải như này. Từ mức 5 nó lên tới mức 1000 là ở đây nè. Trời ơi, như
như đổi người khác vô luôn vậy á trời. Xời, yên chuyện quá nha. Ây da, ai vậy? Xời, trời ơi, coi đồ kìa. Ác gì má. Má ơi, đôi giày custom ác chiến thiệt. Trời ơi. Đào, để coi Suna sao. Em này là một quả bom. Một quả bom nha. Nhìn này hơi đó, hơi vậy thôi. Một quả bom. Nó cái đùng vậy nè. Phải vậy chứ em ơi, Suna ơi. Em còn single đó. Em còn single nha. Anh nào mà có nhu cầu thì cứ nhắn tin em nha, Suna nha mọi người nha. Anh tôi, trời ơi, thể nào cũng biến hề. Ông này ông hay không có nghiêm túc lắm. Sao mà mê cái phong cách này dữ vậy, nói thiệt luôn á. Mê cái phong cách kinh khủng luôn á. May là ổng sinh ra thời này chứ ổng mà lớn lên ổng sinh ra cỡ 10 năm trước khi phong cách này thịnh hành, tôi nói ổng quen cái phong cách này lắm. Giờ mà còn ghiền như vậy mà. Ồ, mẹ bầu. Mẹ bầu ở nhà mà chăm chơi chen quá ha. Ủa? Sao cái bộ này thấy quen quen? Phải hôn đi đám cưới không ta? Sao hai cái bộ này quen quen? Ê, các bạn đừng có để ý cái ngày hôm nay tôi cũng make up dữ quá. Là tại vì thôi, tính là react một cái là đi sự kiện liền. Mà hôm nay cái máy nó ngu quá nè, giờ sao đó ta? Thôi tập trung đi. Cô giáo nè. Ê, nhưng mà sau khi mà tôi chơi cái chen này rồi nha, thì tôi cảm giác là để đằng sau xong để đằng trước vậy nè thì sẽ dễ đẹp hơn. Còn xoay như này nè, với cái người tay ngắn như mình xoay nó không có đẹp, xoay nó xu lắm. Xoay vậy mình xoay nó xấu quá à, xoay tay ngắn không có xoay được. À, mọi người xoay từ bên này quá, còn tôi là tôi xoay từ bên này quá. Trời ơi. Chưa hết đâu. Trời ơi, sổ vậy. À, cái này dễ thương á nè. Sao nó được yên cho mình làm vậy ta? Ủa, thật ra là cũng không thay đổi gì nhưng mà nhìn cũng ngầu ngầu á. Đừng nha, đừng có ra cái phong cách đó nữa nha. Đẹp đi, đẹp đi. Anh này mỗi lần anh giả trai anh đẹp lắm. Alo, anh là con trai mà. Hát emo boy nữa mới chịu, trời ơi. Sao mà kiếm đâu ra mấy Lee Sin hả? Chết rồi, xin lỗi Thanh Mèo. Xin lỗi thằng mèo đợt này tôi toàn nhìn cái anh bên cạnh không à. Tôi tưởng anh chuẩn bị ra Lee Sin á. Ấy, nhỏ này chơi đủ chen nhìn là biết xấu à. Trời ơi, gượng gạo quá. Nhỏ này không ổn rồi, nhỏ này là xu nhất cái chen này luôn á. Trời ơi, nhỏ là xu nhất cái chen, tôi nói thiệt. Còn bữa sau đừng có bắt tôi react con nhỏ nha.